danh hỏi bài miễn phí trả lời tức thì vào thư viện app tải ngay app danh. Chào mừng các em đã đến với khóa học hướng dẫn trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa thuộc cuốn sách ngữ văn lớp 7 tập 2 bộ sách Chân trời sáng tạo. Trong nội dung bài giảng ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đi soạn văn bản mẹ của tác giả Đỗ Trung Lai. Chúng ta tìm hiểu nội dung chính của văn bản. Văn bản mẹ mượn hình ảnh cây cao quen thuộc để khắc họa hình ảnh của người mẹ. Qua đó, bài thơ thể hiện sự vất vả của đời mẹ, tình yêu thương chân thành của con dành cho mẹ và sự đau đớn, buồn tủi khi quỹ thời gian của mẹ không còn nhiều và dường như ngày con xa mẹ đang gần đến và tình cảm của người con dành cho mẹ rất là cao cả và thiêng liêng. Để chúng ta tìm hiểu rõ hơn về tình cảm đó, các em sẽ cùng cô đi trả lời lần lượt từng câu hỏi xuất hiện trong bài học ngày hôm nay. Chúng ta sẽ theo dõi vào câu hỏi số 1 trang 106 sách giáo khoa ngữ văn lớp 7 tập 2. So sánh vần và nhịp trong bài thơ mẹ với bài đợi mẹ, bài một con mèo đang nằm ngủ trên ngực tôi, em hãy phân tích tác dụng của những cách gieo vần và cách cắt nhịp khác nhau trong bài thơ. Chúng ta sẽ so sánh như sau. Các bài thơ này đều có sự ngắt nhịp khác nhau để phù hợp với nội dung biểu đạt của từng bài. Ở bài thơ mẹ thì có cách gieo vần là vần cách với từ thẳng, trắng, già, xa, on, còn, cách cắt nhịp 2-2 hoặc 1-3 với tác dụng là khiến bài thơ trở nên sinh động, giàu sức gợi hình và gợi cảm hơn. Còn với bài thơ đợi mẹ, cách gieo vần là linh gieo vần linh hoạt, đa số là vần cách nhà, xa, ao, vào, mận, mơ. Cách cắt nhịp là nhịp lẻ 2-3-2-2-3-2-3-2-3. Đó chính là cách cắt nhịp trong bài thơ đợi mẹ. Và tác giả thể hiện được chu đáo tâm trạng nhớ nhung, chờ đợi, nhịp điệu chậm rãi hòa cùng tâm trạng của nhân vật trữ tình. Còn văn bản một con mèo đang nằm ngủ trên ngực tôi, có thể là tác giả ngắt nhịp 3-2 hoặc là 2-3 hoặc là 2-2, 3-2-5-5. Hoặc là tác giả gieo vần chân, mèo veo, hoắt, nhất, ủ, ngủ, chì đi. Và chúng ta có thể thấy được rằng qua cách ngắt nhịp, cách gieo vần ở bài thơ Một con mèo nằm ngủ trên ngực tôi, tác giả đã thể hiện sự yêu mến, trân trọng với những kỷ niệm về chú mèo thân quen. Đó chính là trả lời cho câu hỏi số 1. Chúng ta đến với câu hỏi số 2. Em có nhận xét gì về cách thể hiện tình cảm, cảm xúc của người con với mẹ trong bài thơ này? Phân tích một số từ ngữ, hình ảnh, biện pháp tu từ để làm rõ ý kiến của em. Chúng ta sẽ cùng suy nghĩ để trả lời như sau. Cô sẽ hướng dẫn các em, chúng ta có thể trả lời rằng tình cảm của người con với người mẹ trong bài thơ thật là sâu sắc và cảm động. Nó thể hiện qua một số từ ngữ, hình ảnh và một số biện pháp tu từ như sau. Đầu tiên là hình ảnh lưng mẹ còng và hình ảnh cau thẳng. Tiếp theo là hình ảnh cau ngọn xanh rờn, đầu mẹ bạc trắng. Hình ảnh cau gần rời, mẹ gần đất. Hình ảnh một miếng cau khô như cô gầy như mẹ. Chúng ta tìm hiểu biện pháp tu từ đầu tiên là biện pháp đối lập tương phản. Cau ngày càng cao, còn mẹ ngày một thấp. Lưng mẹ còng rồi, cau thì vẫn thẳng. Cau ngọn xanh rờn, mẹ đầu bạc trắng. Tác giả gợi ra sự liên tưởng về tuổi già của mẹ. Tiếp theo, biện pháp tu từ so sánh. Một miếng cau khô, khô gầy như mẹ. Hình ảnh người mẹ đã già đi như miếng cau khô bị nhỏ lại, bị héo úa để gợi lên sự già nua héo hắt của người mẹ. Tiếp theo, biện pháp tu từ là một câu hỏi tu từ, sao mẹ ta già? Hỏi đấy nhưng mà tác giả muốn bộc lộ nỗi xót xa, tâm trạng đau lòng trước thực tại là mẹ ngày một già đi mà chúng ta không thể cho thời gian ngừng lại để mẹ chúng ta mãi còn trẻ được, đúng không nào các em? Tiếp theo là biện pháp so sánh mẹ với cau, thể hiện được sự vất vả, hy sinh tần tảo của mẹ, có đó thể hiện được sự thương xót trân trọng mẹ với tình cảm đáng thương của tác giả. Hình ảnh con nâng trên tay, hình ảnh thể hiện sự yêu thương, nâng niu và gìn giữ coi trọng tình cảm, tấm lòng của người mẹ. Không cầm được lệ, nhà thơ thể hiện sự xót xa, tiếc nuối về sự già đi nhanh chóng của người mẹ. Như vậy, tác dụng của những biện pháp tu từ này là thể hiện một cách cảm động trực tiếp sự tiếc nuối, bộc lộ cảm xúc xót xa, thương xót đối với mẹ và sự yêu thương, kính trọng đối với mẹ. Sự đối lập giữa hai điều này càng làm người con đau đớn khi nhận ra mẹ ngày một già yếu và xa mình, người con luôn nhớ kỷ niệm ở bên mẹ, đúng không nào? Chúng ta đến với câu hỏi số 3.
tìm hiểu về chủ đề của bài thơ Mẹ. Bài thơ Mẹ Đỗ Trung Lai viết về tình cảm của người con dành cho mẹ. Chúng ta cần phải lắng nghe trái tim, tình yêu thương của người mẹ. Và đây chính là tình cảm xuyên suốt toàn bộ bài thơ, tình mẫu tử cao quý. Tiếp theo chúng ta sẽ chuẩn bị câu 4. Theo em, nhà thơ muốn gửi gắm thông điệp gì qua bài thơ? Thông điệp ấy có ý nghĩa như thế nào đối với em? Nội dung bài thơ đó chính là tình cảm thiêng liêng, tình cảm mẫu tử cao quý mà em dành cho mẹ. Chúng ta sẽ tìm hiểu thông điệp mà bài thơ muốn gửi gắm, đó chính là chúng ta cần phải biết yêu thương, chăm sóc, quan tâm, trân trọng những giây phút được ở bên cạnh những người mình yêu thương. Mẹ đối với em là tất cả. Mẹ đã hy sinh chăm sóc nuôi chúng ta khôn lớn từng ngày. Và ý nghĩa của thông điệp này là giúp các em chúng ta nhận ra được nhiều điều mà chúng ta thường bỏ lỡ ở trong cuộc sống này. Đó chính là chúng ta cần trân trọng, cần quan tâm đến người thân yêu của mình, cần tích cực rèn luyện để trở thành người có ích cho xã hội. Câu hỏi vừa rồi đã khép lại toàn bộ bài học ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn và các em chúng ta đã lắng nghe và theo dõi. Chúc các em học tốt và hẹn gặp lại các em ở trong những bài học tiếp theo. Khóa học về sách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Vietjet.